Một người đàn ông đang đứng trên cầu với ý định tự tử. Một người đi qua nhìn thấy, liền kéo anh ta lại. Anh hét lên: "Cuộc sống của tôi do tôi quyết định, anh không có quyền gì mà ngăn tôi chết cả." Người đàn ông nói: "Không, người sinh ra anh cũng có quyền trên con người anh. Người mà giúp đỡ anh cũng có quyền trên con người anh. Anh được tồn tại ngày hôm nay cũng nhờ rất nhiều người nuôi dưỡng anh. Tất cả những người đó đều có quyền trên thân xác anh. Anh bình tĩnh lại. Anh ổn chưa?" Anh đau khổ kể lại: "Tôi đã có tất cả mọi thứ trong đời. Niềm vui, tiền bạc, vận may và thỏa mãn. Nhưng tất cả đều là giả dối. Tôi kiếm tiền bằng sự lừa đảo, đi kiếm niềm vui bằng sự thác loạn. Và rồi bây giờ tôi đánh mất tất cả. Khi tôi nhìn lại tất cả, chỉ là bóng tối và dơ bẩn. Tôi cảm thấy cuộc đời thật đau đớn và cô độc. Cuộc đời tôi thật vô nghĩa." Người đàn ông nói: "Những gì anh đã có là dục vọng, và khi anh thỏa mãn nó sẽ được lấp đầy. Nhưng khi anh lấp đầy được nó, anh sẽ lại thấy không thỏa mãn. Anh biết tại sao không?" Anh lắc đầu: "Vì nó là dục vọng, đó chỉ là ảo giác. Khi dục vọng được lấp đầy, anh đã nhận ra rằng nó là vô nghĩa và chẳng có gì giữ lại được cả." Anh nhìn vào mắt người đàn ông và hỏi: "Thế trên đời này có cái gì là vĩnh cửu?" "Có," ông đáp. "Nhưng để tìm được nó, trước tiên anh phải tránh xa những dục vọng. Thỏa mãn nó sẽ chẳng cho anh được gì, và trốn chạy cuộc đời như anh đang làm cũng chẳng giúp được gì cả. Nếu sai, hãy sửa. Nếu nợ, hãy trả. Nếu chết, hãy chết vì tuổi già. Đừng ích kỷ cho rằng mạng sống mà mình đang có là của riêng bản thân mình. Sự ra đi của anh sẽ là nỗi đau của những người ở lại." Đức Phật nói có hai cực đoan mà con người cần phải tránh. Một là làm khổ bản thân, và hai là chìm đắm trong dục vọng. Chìm đắm trong dục vọng hay làm khổ bản thân, suy cho cùng cũng chỉ làm khổ cho chính bản thân mình và những người xung quanh. Cái chết chưa bao giờ là phương pháp để giải quyết vấn đề. Cho dù vấn đề của bạn có khó khăn hay phức tạp đến đâu, thì hãy tin tôi đi, mọi vấn đề vẫn luôn có cách giải quyết.